Nhìn nè, nhìn trái nè. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch một số ớt. Tại vì mấy cái ớt của mình nó đã chín hết rồi. Mình sẽ thu hoạch nó, còn mình sẽ đem phơi. Đây. Nó chín hết rồi. Đây là cái loại ớt mà mình nói hôm trước đó, cái loại ớt này là loại ớt để ăn cùng với thịt nướng đó, nó không có cay. Nhìn đẹp không mọi người? Nó chín hết rồi. Mình sẽ thu hoạch nó. Và mình sẽ đem phơi. Năm nay mình tự làm ớt bột luôn. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều ha. Hơi ồn mọi người. Tại vì là cái nhà người ta bắt mở máy lạnh á, nhìn chết nè mọi người, nó chín cái màu đẹp ghê không. Màu đẹp vậy đó. Trời mưa có trái nó bị nứt nữa mọi người. Một tay thì quay, một tay thì bẻ thì bất tiện quá mọi người. Nhiều lắm. Cái này làm màu im lắm. Mình không bỏ màu mà mình bỏ màu tự nhiên, mình lấy màu từ trái ớt đó mọi người. Rất có đẹp chưa? Cái màu nó tuyệt vời như vậy mà. Mấy trái nào chưa chín á, mình hái xuống mình ăn. Hái xuống trái này một hồi mình ăn nè. Mình ăn sống đó. Ăn sống nó có vị ngọt ngọt. Ngon lắm. Cái cây này mình hái hết. Có mấy trái chín không? Hái được nhiêu rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi sang cây khác ha. Đây là ớt Việt Nam của mình có trái rồi nè. Loại ớt mà vàng vàng đó, không biết cái này người ta gọi là ớt gì hả. Nó cay lắm. Đây. Mấy kỳ bạc hà của mình nó tốt thấy sợ luôn. Ăn mấy lần rồi đó. Đây nè, mọi người thấy trái nhiều không? Đó. Trái quá trời luôn. Nhưng mà hồi năm nay mình trồng trái nó không có bằng như hồi năm rồi mọi người. Năm rồi trái nhiều lắm, mọi người biết đây là cái gì không? Đây là cái trái cà Thái. Mình thích ăn cà này lắm nha. Mà năm nay á mình trồng hơi ít. Trồng có 1 cây 2 cây à. Thích ăn mà trồng có 1 cây 2 cây. Trái này chưa bẻ được. Trái này chưa bẻ được đâu nha. Để cho nó bự thêm nữa mới bẻ nha mọi người. Mình ăn hết mấy trái rồi. Mình đã bẻ ăn hết mấy trái rồi. Cái hoa mùi giờ vàng nè. Nó có màu vàng đẹp lắm. Đây là nguyên cái khu vực ớt của mình nè. Giờ nó ra trái hết rồi. Đồ, mọi người nhìn đã chưa? Đã chưa? Đó, ớt chỉ thiên không đó. Hôm nay là không có mua ớt ăn nha. Mình thu hoạch ớt xong rồi mình bỏ vô đông đá. Mình để dành ăn xuyên mùa đông luôn mọi người. Ở bên Việt Nam thì được ăn ớt tươi hoài. Cây này là cây ớt Thái nè mọi người. Mình trồng để cũng để ăn sống như cây hồi nãy vậy đó. Nhưng mà ăn không có kịp vì nó chín rồi. Vì mình hái nó luôn. Mình hái mình phơi nó mình làm màu. Mà sao mình thấy cái màu nó cũng không có đỏ gực như cái cây kia ha.
cái trái nó đỏ như vậy nè mọi người, nó không có đỏ gực như cái trái hồi nãy nha, tại vì cái trái này lúc còn sống nó màu vàng. Nó đỏ như vậy là mình thấy là đỏ như vậy là hết cỡ, mình có thấy nó đỏ thêm nữa đâu. Để mình bẻ thêm một trái khác nha. Đây 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 đây. Nè nè, có trái đỏ hơn nè mọi người. Trái hết cành kilo mọi người ơi. Đây nữa nè. Rồi, cái lá nó dính vô nó bị thúi một bên này nè. Lá thúi nó dính vô cái thúi bên uổng ghê. Trái bự chầm bá. Nãy giờ mình không có thấy cái trái nào mà nó đỏ gực hết trơn ha mọi người. Nó chỉ đỏ như vậy thôi, mình không có thấy trái nào đỏ gực hết. À, đây 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 đây. Bẻ ngay cái chỗ này nè. Wow, đã chưa mọi người, mình là mình thích nhất là cái lúc thu hoạch như vậy nè. Tự nhiên trời nắng lên, bữa nay cái trời ông âm u, trái này bị kẹt á, bẻ ngay cái chỗ này nó rất là dễ bẻ. Màu chín màu đỏ như vậy là mình thấy hết cỡ rồi đó. Mình không có thấy nó đỏ thêm nữa. Một em nằm ở dưới thấy cưng mọi người, để mình hai là luôn rồi. Ừ, chào bà. Ồ. Cái ớt của mình nè, ớt chỉ thiên nè, ớt này nó cay dã man luôn. Nhưng mà mọi người ha, trồng mà bỏ nhiều phân quá là nó không có cay đâu nha mọi người, cho nên là mình không có bỏ nhiều phân, mình không có bỏ phân một chút nào. Cái lúc trồng thì mình đã có trộn phân vô rồi, còn bây giờ là mình không có để phân luôn đó, mình bỏ phân vô nhiều quá nó không có cay. Trái ớt nó ăn lớn lớn lợn lợn không có cay gì. Nó càng còi cọc thì cái trái ớt của nó càng cay. Nắng á, khi mùa nắng nó cay dữ lắm. Như là hồi nãy mình hái lầm rồi mọi người ơi. Thật ra là cái trái ớt nó đỏ như vậy nè. Mình tưởng đâu là nó không có đỏ gực. Ai về đâu nó đỏ gực rồi nè mọi người. Cái này nó chín nó đỏ gực luôn nè mọi người. Mình quay nguyên cây cho mọi người coi. Trời ơi, nhìn nè, nhìn trái nè, nhìn trái ớt đã chưa mọi người. Công nhận cái cây ớt này nó trái khủng khiếp thiệt á, nó toàn là trái không thôi. Nhìn đã ghê không, nhìn toàn là trái không à. Mọi người có thấy kế bên không, cây ớt nói đã nói không biết tên mà. Nói chung là ớt bên Việt Nam nữa. Quá trời nó trái luôn mọi người, nó chỉ lên. Trời ơi, trái khủng khiếp thiệt. Không lẽ trời mưa mọi người. Đang nắng mà trời đổ mưa mọi người ơi. Thôi mình hái lướt lướt lên mới được. Mình sẽ hái những cái trái đậm nhất. Hồi nãy mình tưởng đâu là nó chín, nó không có trái màu. Trái nó không đậm, ai về đâu nó cũng cái màu nó cũng rực rỡ như trái hồi nãy nè mọi người. Hồi nãy mình thấy cái cây kia mình tưởng đâu là cái trái nó không có đỏ đậm, ai về đâu mình qua cây này nó chín, mình để nó chín nó đỏ đậm như vậy nè. Vì hồi nãy mình thấy lầm rồi mọi người ơi, mới hơi mình bầm bẻ nó rồi cái màu này cũng đỏ đậm nè, chứ mình ăn không có kịp nữa rồi. Bẻ cục đã tay ghê luôn á, thích nhất là như vậy nè. Quá trời trái trời mưa, có trái nó bị nứt. Trồng cây ớt nó lùng như vậy mà nó trái thôi là trái. Còn gì mà tuyệt vời bằng nữa không. Đây nè. Đấy. Đó.
trời đang mưa rồi, mình không có nhiều chuyện được với mọi người đâu. Tự nhiên đang nắng mà mưa. Thôi, đây một trái nữa mình để nó đỏ rực lên rồi hái. Mình hái xong mình đem đi phơi. Ôi trời, mọi người nhìn cái ớt này của mình nè, nó lụng sủng mà toàn là trái không. Hai cây sát bên nhau, cây nào cũng trái không. Cái ớt toàn là trái không. Mọi người nhìn nè, mình dán lá lên cho mọi người xem nè. Trời ơi, trái. Rồi cái trái này nè, quá trời nó trái rồi, bắt đầu nó đụng nó thúi luôn nè mọi người. Trời ơi. Đó. Toàn là trái không thôi, cái cây ớt này ngộ ghê luôn á. Trái mình giữ thằng gì. Rồi cỏ với nhau. Đó. Cây ớt toàn là trái không vậy. Toàn là trái không vậy nè. Trời ơi. Trái cạnh chĩa xuống. Thấy cưng dễ sợ. Khoái quá, quay hoài luôn. Nguyên một vườn ớt của mình. Như đây là đủ ăn rồi. Cái này nó đang ra bông nè. Cái này không biết là ớt trái già rồi. Không phải ớt chỉ thiên, ớt trái màu vàng nữa rồi. Nguyên khu vực này là mình ăn đã luôn. Đây nè. Ở đây mình cũng được trồng được một số ớt nữa nè mọi người. Mình thấy không? Được có một cây hả? Một cây ớt chí thiên hả gì à? Toàn bộ là ớt màu vàng hồi nãy. Toàn ớt màu vàng. Cái cây này nè mọi người, sát một bên đó là cái máy lạnh đó, nó ra hơi nóng rồi cái cây nó bị hư rồi. Nhìn cái lá này nè, chắc mình phải dời nó đi một chút quá chứ hơi nóng nó ra, những cái lá nó bị hư luôn rồi mọi người thấy không. Người ta đang ra bông mà bị hư rồi. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Bye bye. Thu hoạch được nhiều rồi nè. Bye bye.